Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ giúp các em học tiết học luyện tập giải toán bằng cách lập phương trình. Nào chúng ta cùng học nhé. Bài 1. Đề bài như sau. Hai kho chứa hàng, kho A chứa nhiều hơn kho B 100 tấn. Nếu ta chuyển kho A sang kho B 60 tấn, thì số lượng hàng ở kho A bằng 12/13 số lượng hàng ở kho B. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn hàng? Chúng ta kẻ một cái bảng ha. Ở đây chúng ta có là kho A, kho B, lúc đầu, lúc sau. Và chúng ta có cái dòng phương trình. Ở đề bài người ta yêu cầu chúng ta tìm lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn hàng. Em có thể gọi X là số lượng hàng ở kho B lúc đầu. Hoặc là X là số lượng hàng ở kho A lúc đầu. Gọi sao cũng được hết. Ở đây cô gọi X là lượng hàng ở kho B lúc đầu. Thế thì chúng ta đọc tiếp là kho A chứa nhiều hơn kho B là 100 tấn. Như thế thì số lượng hàng ở kho A sẽ là x cộng 100. Người ta chuyển kho A sang kho B 60 tấn. Như vậy lúc đầu kho A là x cộng 100 phải không? Bây giờ mình chuyển đi 60 tấn, vậy thì lượng hàng nó bị giảm đi 60 tấn. Vậy thì lượng hàng ở kho A sẽ là x cộng 100 trừ 60. Vậy là bằng x cộng 40. Và kho B nó nhận vào 60 tấn. Vậy thì lượng hàng ở kho B nó tăng thêm 60 tấn đúng không nào? Tăng thêm ta cộng vào. Vậy lượng hàng ở kho B lúc sau sẽ là x cộng 100. Còn phương trình thì như thế nào đây? Lượng hàng ở kho A bằng 12/13 số lượng hàng ở kho B. Số lượng hàng ở kho A lúc sau nó là x cộng 40 đi em. Còn số lượng hàng ở kho B lúc sau là x cộng 60. Vậy phương trình của chúng ta là x cộng 40 bằng 12/13 nhân cho x cộng 60. Và như vậy thì chúng ta dựa vào cái bảng này các em ha, chúng ta viết cái lời giải. Ta dựa vào bảng và chúng ta viết cái lời giải các em ha. Gọi x, đơn vị là tấn, là số tấn hàng lúc đầu ở kho B, x lớn hơn 0. Số tấn hàng lúc đầu ở kho A là x cộng 100, đơn vị là tấn. Sau khi chúng ta chuyển 60 tấn hàng từ kho A sang kho B thì số tấn hàng kho A lúc sau là bằng x cộng 40 tấn. Số tấn hàng ở kho B lúc sau là x cộng 60, đơn vị là tấn. Và vì số tấn hàng ở kho A lúc sau bằng 12/13 số tấn hàng ở kho B lúc sau, ta có phương trình x cộng 40 bằng 12/13 nhân cho x cộng 60. Và sau đó chúng ta giải cái phương trình này các em. Và chúng ta giải ra là x bằng 200 so với điều kiện lúc đầu chúng ta nhận ha. Sau đó chúng ta kết luận số tấn hàng ở kho B lúc đầu là 200 tấn và số tấn hàng ở kho A lúc đầu là 300 tấn. Bài 2, đề bài như sau. Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc là 70 km/h. Khi đi từ tỉnh B về lại tỉnh A, do vận tốc ô tô đi chậm hơn lúc đi là 20 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 36 phút. Hãy tính quãng đường AB. Chúng ta kẻ một cái bảng. Ở đây chúng ta lưu ý nè, chúng ta có đại lượng quãng đường, vận tốc, thời gian. Hãy chú ý đến đơn vị của nó. Quãng đường được tính theo đơn vị km. Vận tốc là km/h, còn thời gian là giờ. Lúc đi, lúc về và một dòng cho phương trình. Đề bài yêu cầu tính quãng đường AB. Chúng ta chú ý, ta đi thì ta đi từ A đến B, ta về thì từ B về ngược lại A. Như vậy quãng đường lúc đi lúc về là như nhau. Như vậy cô gọi x là quãng đường lúc đi cũng như là lúc về. Ta điền tiếp tục nha. Mình đi là vận tốc 70 km/h. Còn về thì sao? Về thì ô tô nó đi chậm hơn lúc đi 20 km/h. Như vậy thì vận tốc lúc về chúng ta sẽ lấy 70 trừ 20 bằng 50. Vậy vận tốc về là 50 km/h ha. Thế thì chúng ta có quãng đường, chúng ta có vận tốc, chúng ta tính được thời gian. Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia vận tốc. Như vậy đối với cái thời gian đi là bằng x trên 70, còn thời gian về là x trên 50, đơn vị là giờ. Còn phương trình thì sao? Chúng ta lưu ý thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 36 phút. Thời gian ở đây chúng ta tính là giờ, mà đề cho chỗ này là phút, 36 phút. Do đó chúng ta sẽ đổi 36 phút này ra giờ. Cho ta lấy 36 chia 60,
chúng ta bằng 0,6 giờ. Vậy 36 phút bằng 0,6 giờ ha. Thời gian về nhiều hơn thời gian đi. Như vậy chúng ta lấy là thời gian về trừ cho thời gian đi bằng 0,6. Tức là x trên 50 trừ cho x trên 70 bằng 0,6. Và cũng tương tự như hồi nãy, chúng ta dựa vào cái bảng này, chúng ta viết cái lời giải các em ha. Giải, chúng ta đổi 36 phút bằng 0,6 giờ. Gọi x đơn vị là km, là quãng đường AB, x lớn hơn 0. Thời gian của xe ô tô lúc đi là x trên 70, đơn vị là giờ. Thời gian của xe ô tô lúc về là x trên 50, đơn vị là giờ. Vì thời gian về dài hơn thời gian đi là 0,6 giờ, nên ta có phương trình x trên 50 trừ x trên 70 bằng 0,6. Và sau đó thì chúng ta giải cái phương trình này các em. Chúng ta giải ra được là bằng 10,5. Và so với cái điều kiện lúc đầu thì chúng ta nhận. Chúng ta kết luận, vậy độ dài của quãng đường AB là 10,5 km. Chúng ta qua bài tập số 3. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 2 m. Nếu tăng chiều dài thêm 4 m và giảm chiều rộng 3 m, thì diện tích khu vườn hình chữ nhật không thay đổi. Hỏi diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là bao nhiêu? Để tính được diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật, ta phải biết được chiều dài bằng bao nhiêu và chiều rộng bằng bao nhiêu. Ở đây chúng ta tập trung tính cái chiều dài và chiều rộng ha. Thế thì chúng ta sẽ có một cái đại lượng là chiều dài, chiều rộng và một cái đại lượng nữa là diện tích. Chúng ta chú ý cái hệ thống đơn vị các em ha. Chúng ta còn có một cái dòng là lúc đầu, lúc sau và phương trình. Ở đây em có thể gọi x là chiều rộng lúc đầu hoặc là gọi x là chiều dài lúc đầu, đều được hết. Bài này thì cô gọi x là chiều rộng lúc đầu. Vậy thì chiều dài, biểu thức tính chiều dài như thế nào? Chúng ta thấy chiều dài hơn chiều rộng là 2 m. Hơn là làm tấm cộng ha. Như vậy thì chiều dài sẽ là x cộng 2. Vậy thì diện tích ta tính thế nào? Diện tích của hình chữ nhật ta sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng. Như vậy thì diện tích của cái khu vườn hình chữ nhật lúc đầu sẽ là x nhân cho cái biểu thức x cộng 2. Lúc sau thì thế nào? Ta tăng chiều dài thêm 4 m, tăng làm tấm cộng ha. Vậy chiều dài lúc đầu là x cộng 2, đây tăng thêm 4, ta cộng thêm 4 vô nó sẽ là x cộng 6. Giảm chiều rộng 3 m, lúc đầu chiều rộng là x, giảm làm tấm trừ. Vậy chúng ta có chiều rộng lúc sau sẽ là x trừ 3. Và diện tích lúc sau sẽ là x cộng 6, ta nhân cho x trừ 3. Phương trình thì sao nào? Chúng ta thấy rằng khi chúng ta tăng chiều dài, chúng ta giảm chiều rộng thì diện tích khu vườn không thay đổi, tức là diện tích lúc sau bằng diện tích lúc đầu. Và ta có phương trình x nhân cho x cộng 2 bằng x cộng 6 nhân x trừ 3. Và từ đây chúng ta dựa vào bảng này các em ha, chúng ta viết cái lời giải. Gọi x đơn vị là mét là chiều rộng lúc đầu của khu vườn hình chữ nhật, x lớn hơn 0. Chiều dài lúc đầu của khu vườn hình chữ nhật là x cộng 2, đơn vị là mét. Diện tích lúc đầu là x nhân cho x cộng 2, đơn vị là mét vuông. Tương tự, chúng ta sẽ viết cho cái lúc sau các em ha. Chiều dài lúc sau là x cộng 6, đơn vị là mét. Chiều rộng lúc sau là x trừ 3, đơn vị là mét. Và diện tích lúc sau là x cộng 6 nhân cho x trừ 3, đơn vị là mét vuông. Vì diện tích lúc đầu và lúc sau không đổi nên ta có phương trình x nhân x cộng 2 bằng x cộng 6 nhân x trừ 3. Ta giải được x bằng 18 và so với cái điều kiện chúng ta nhận. Diện tích khu vườn sẽ bằng chiều dài lúc đầu nhân cho chiều rộng lúc đầu, phải không các em? Như vậy chiều rộng chúng ta là bằng 18 đây. Còn chiều dài hơn chiều rộng là 2 m. Như vậy chiều dài sẽ là 18 cộng 2. Và cái tích này sẽ bằng 360 m². Diện tích của khu vườn chúng ta tính được bằng 360 m². Bài 4 đề bài như sau. Một phân xưởng may lập kế hoạch may một lô hàng. Theo đó, mỗi ngày phân xưởng phải may xong 90 áo. Nhưng nhờ cải tiến kỹ thuật, phân xưởng đã may được 120 áo mỗi ngày.
và do đó phân xưởng không những hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 9 ngày mà còn may thêm được 60 áo. Hỏi theo kế hoạch, phân xưởng đã may được bao nhiêu áo? Chúng ta lưu ý, để tính được tổng số áo may các em lấy số áo may trong một ngày, chúng ta nhân cho số ngày may. Như vậy, muốn tìm được tổng số áo may theo kế hoạch, chúng ta sẽ lấy số áo may trong một ngày theo kế hoạch, nhân cho số ngày may theo kế hoạch. Thế thì số áo may trong một ngày theo kế hoạch đó nên là 90 áo, nhưng mà số ngày may theo kế hoạch chúng ta chưa có, do đó chúng ta sẽ đi tìm số ngày may theo kế hoạch ha. Chúng ta sẽ kẻ một cái bảng, chúng ta sẽ có các cái cột là số áo may trong một ngày, số ngày may, tổng số áo may theo kế hoạch, theo thực tế, và một dòng nữa là phương trình, chúng ta điền dữ liệu vào. Như vậy thì số áo may theo kế hoạch là 90 ha, số áo may trong thực tế là 120, và chúng ta đang đi tìm số ngày may theo kế hoạch nên ta gọi X là số ngày may theo kế hoạch. Còn trong thực tế thì sao? Số ngày may trong thực tế nó, chúng ta thấy nè, số ngày may trong thực tế nó hoàn thành trước thời hạn 9 ngày. Tức là số ngày may trong thực tế ít hơn số ngày may theo kế hoạch là 9 ngày. Như vậy ta trừ đi, X trừ 9, chính là số ngày may theo thực tế. Tổng số áo may sẽ là 90X theo kế hoạch và theo thực tế là 120 nhân cho X trừ 9. Và phương trình của chúng ta thấy rằng là thực tế thì may nhiều hơn kế hoạch là 60 áo. Như vậy phương trình của chúng ta là 120 nhân X trừ 9 bằng 90X cộng 60. Chúng ta gọi X đơn vị là ngày, là số ngày may theo kế hoạch. Điều kiện X thuộc tập hợp N sao, X lớn hơn 9. Tổng số áo may theo kế hoạch là 90X, đơn vị là áo. Số ngày may thực tế là X trừ 9 ngày. Tổng số áo may thực tế là 120 nhân cho X trừ 9 áo. Vì số áo thực tế may được nhiều hơn so với kế hoạch là 60 cái, nên ta có phương trình 120 nhân cho X trừ 9 bằng 90X cộng 60. Ta giải ra X bằng 38 so với điều kiện, thỏa mãn điều kiện ha, ta nhận. Và chúng ta kết luận tổng số áo may được theo kế hoạch là lấy 38 nhân cho 90 bằng 3.420 áo. Và cô có một số bài tập về nhà cho các em. Bài tập số 1 ha. Bài tập số 2, số 3, số 4. Các em bấm dần, chép đề vào tập và các em giải nha. Và lưu ý là hạn chót chúng ta nộp là ngày 28 tháng 2, nộp qua Zalo cho giáo viên bộ môn. Tiết học chúng ta đến đây là hết rồi. Mong sớm được gặp lại các em. Xin chào tạm biệt.